Chào anh em, như đã hứa từ một tháng trước thì mình hôm nay mình sẽ hôm nay mình có thời gian rảnh, hôm nay mình có hướng dẫn cái cài đặt VHDI cho Unreal Engine 4. Nói chung là cái này thì cần cái tài khoản Epic Game và tài khoản GitHub và để truy cập vào source code của Unreal, nên nên là cần có một cái dương tư đỡ lưu tài khoản của mình, cần lập hai cái tài khoản mới, lập từ đầu luôn. Epic Game, Epic Game vào đây, bắt lâu vậy trưởng Việt Nam. Ok nhập thôi, có gì đâu. 4 VHDI email đấy. Create xong rồi, bây giờ nó sẽ nhận một cái mail ở đây. Nó không có mail gì à? Từ chuối. Cái trang Yoomail này là cái trang lập email free mà không cần phải password. Nhưng thì là GitHub sẽ lập một cái tài khoản giống hệt này. Để tí nữa cho vào cái Unreal để truy cập số code của Unreal. Sign up username UE4VXCI. Email address. Email address là cái này. Password là cái này. Create account. Ai free thôi. Submit. Bây giờ chắc là nó phải gửi đến cái mẫu đấy. Epic Game tại lúc nãy đây. Sao lại phải làm cái này vậy trời? Sao mình chuối này tự nhiên là thế. Cái này nó hơi khó tính tí. Nhân cấp cha mệt lử luôn, vậy trưởng. Úi giời. Vãi trưởng. Đấy, verify rồi. GitHub cũng verify luôn. Sau khi verify xong thì vào tài khoản Unreal để add cái tài khoản account trong cái mục đây là đâu không phải đây. Trong cái mục payment như personal info, contact information, company information, connect account đây rồi, tự nhiên quên GitHub account name là cái gì vừa lập nãy nhỉ? UE4 VXGI AHIHI GitHub là chưa verify của GitHub rồi nhầm. Đây cái này VXCI khổ quá. Đây save vào trên thành công rồi nhá. Bây giờ thì nó sẽ gửi cho mình một cái email ở đây. Đấy, Join Epic Game thôi.
Join Epic Game, nó sẽ cho mình access vào chuột code của Epic Game để mình có thể ra được cái base AI. Pew. Chậm vãi chưởng. Đấy. Đây là chuột code. Nhưng mà cái VGA thì nó lại không ở đây mà lại nó nằm ở cái chỗ của Nvidia, nó fork sang cái mới nên mình phải cho cái đường dẫn này vào. Mình sẽ để cái link này ở description người đào. Thì đây là cái trang chính của Nvidia. Thì đây là nó có những cái bản riêng, những cái hiệu ứng riêng, Visual Effect riêng của đây thì nó gọi VGA 4.18 này. 4.19 là ra cái đây 3 4 hôm gì đấy nhưng mà chưa có. Thực ra cái này thì nếu mà ngồi pair code integrate sao cũng được, có thời gian mình cũng làm được thôi nhưng mà hơi tốn thời gian. Có thể vào cái trang này hoặc là vào cái tài khoản của mình nhỉ. Vào cái tài khoản của mình, bản của mình thì mình trước mình pair code thì mình cho tất cả cái hiệu ứng vào chung một cái branch. Vào đây. Đây. Chỉ thôi. Đấy, đây là True Sky nhá. 10 hôm trước rồi. Đây. Thì nếu muốn download về thì vào cái video là nó nhanh. Download chấm zip thôi. Nó chấm zip. Lưu thôi. Đào cái này lâu ra phết. Cái bản này còn nhanh nhưng còn cái bản mấy cái hiệu ứng này nó qua cái voice sample như hai ghi mấy đây nhá, có 200 mê. Trong lúc chờ nói qua cái mail này này, nếu mà muốn làm clone nhiều mail cũng được. Đi spam mail đăng ký cái gì chỉ cần cho một cái tên vào đây, ID đủ ngốc vào đây. Nó sẽ tạo mình cái mail đó luôn. Nhưng mà nó sẽ xóa trong vòng khoảng mấy ngày hay một tuần gì đấy, nó không check mail là lấy mail nó sẽ xóa. Nhưng mà check vào vẫn được. Ai cũng vào được. Không cần phải đăng ký gì hết, cho ở đây là xong. Xong rồi, sắp xong rồi. Đấy, người có thể cái này là cần cả Visual Studio nữa. Đào trước được không? 2017. Mình chỉ đang dùng 2015 nhưng mà mình sẽ chỉ nếu ai chưa mình chưa cài bao giờ thì cài cái này dùng mạng community thôi, mấy kia thì chỉ có mấy cái team nó làm nhưng mà chắc tiền bản quyền không cần gì. Mình sẽ chỉ cho cách cài cái này setup sao để cài thì đúng được build được source code từ source code của Unreal. Mà cái này phải cài ổ C, mọi người phải chuẩn bị ổ C khoảng 100 GB thừa lúc trước khi cài hai cái này. Có thể cài Unreal khác nhưng mà cài cái này nên cài ở cài cái Visual Studio bắt buộc cài ổ C rồi. Còn Unreal thì compile code xong chắc phải ra khoảng 30 40 GB thì cài ổ khác. Nhưng nói chung là tầm 100 GB. Trước ui tưởng đau installer lâu nữa
nếu ai đang có sẵn thì xem cái này để check lại. Còn đang dùng 15 hay là 17 quan trọng. Mình đang dùng 15 thì mình chỉ bấm thôi, mình không cài, chắc lâu. Cài cái này nói chung là rất là lâu. Bản 15 cài lâu hơn bản 17, chả hiểu sao. Đào xong chưa? Úi, vẫn chưa xong. Chém gió này, lần đầu chém gió. Verify. Phải phẫu của mình nhanh phết. Ô, cái này 500 mê, nhiều phết. Chưa xong. Đây là giao diện cài đặt Visual Studio 2017. Bạn Community. Các bạn đánh dấu vào những cái phần như là Universal Platform này. C cộng cộng này. Cả C Sharp nữa. Tại vì cái Unreal Engine 4 thì viết bằng C cộng cộng rồi, nhưng mà mấy cái build thì Visual thì phải viết bằng thì phải dùng bằng C Sharp. Nếu mà chạy cái bản binary down từ Epic Launcher không thì có thể chạy luôn C cộng cộng không, cài C Sharp cũng được. Hôm đây thì có C Sharp thì phải cài. Thường này mình hay đánh như này cho chắc. Tất nhiên mình sẽ không cài đâu, nhưng mình hướng dẫn mọi người đánh dấu cho nó chắc kèo. Ai bảo cái đây đây này, C5 này, đây cái đâu nhỉ, đây rồi, chắc chắn là đấy, đánh cái Windows 8.1 SDK không là không đánh hết mấy cái này, mấy cái Windows 10 SDK phải đánh như mấy cái cài được không, không cài được đâu. Cái nét đọc nét rồi anh ạ, tệ ạ, anh hết thôi, bên 4.5 4.6 được rồi, chọn rồi, không cần thêm nữa, thế chỉ là thế thôi. Chung quan trọng nhất là đánh dấu trên ngoài này, vì đánh dấu hết các cái phần của SDK, nhất là nhất có cái 8.1, không hiểu sao không có cái 8.1 đấy lúc generate project tí nữa rồi chỉ không được, chả hiểu sao. Đấy, thì bấm install tầm lúc 31 GB. Nó mới ăn hơn đấy, nhưng mà nó hiện 31 GB. Rồi, chắc cái đoạn nào xong rồi, thôi tắt đi. Mình không dùng, đấy, đấy, cứ làm. Cứ trông như thế này. Là kiểu gì cũng cài được. Mà không cài được lỗi thì comment ở khỏi video này thì mình sẽ trả lời nhé. Đấy. Đấy thiếu gì không, thiếu cộng không đọc nét không, không rồi ok đây, không cần này nữa, tắt đi, đào cũng xong. Úi rồi vẫn chưa xong, sao lâu vẽ trưởng nha. Để cho mẹ nhiều vậy. Quay cái video này xong thì chắc lên tầm 5-6 GB up lên YouTube, không biết bao giờ mới xong.
nếu mà con đang ăn sụp cốt thế này thì bữa sau anh em có thể vào đây chắc chắn có gì mới không, hoặc là vào prime mình chắc sau có thời gian mình lại integrate hết mấy cái này lại sang 4.19 luôn. Không biết là cái 4.19 nó có cái physics line mới nó có ảnh hưởng gì đến cái đấy không, nhưng mà chắc phải thử mới biết được. Code cũng khác không, trong cái prime của mình thì cái này nó có hướng dẫn sử dụng các cái hiệu ứng. Anh em nào mà có game Final Fantasy 15 đang chơi thì nó có gần hết như thế này. Vào mãi chưa xong vậy trời. Ủa xong rồi. Xong rồi, xong. Đấy. Ném tạm cho ổ gờ. Thôi chắc là chờ xong rồi quay tiếp. Đây cho mình đang chờ ra vứt đầu gỡ. Tạm dừng tí đã. Ôi, lại nén xong rồi. Bây giờ là đến công đoạn là vào thôi. Đây, mình nhiều UG này. UG ở đâu nhỉ? Đây rồi. Bây giờ là đến mục setup. Các anh em vào setup.bat file nhá. Cái setup shell script ở dưới là command của bat đấy. Không dùng đâu. Thế đáp thôi, nó chạy thôi. Thôi, tạm tắt lúc nào gần 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 xong nó sẽ hiện ở đây thì mình sẽ bật lên tiếp. Mình sẽ bật lên tiếp để có cái hướng dẫn. Tiếp bây giờ chắc đau với tầm 15-20 phút. 40 giây là lâu xong. Tạm tắt nha. Ui giời, làm lại với xong. Chuẩn bị xong rồi, hiện rồi lại mình sẽ cài tiếp. Nó sẽ lên cái đấy bấm giết thôi. Thế là sao, để sau này có thể chuyển các project từ bản binary sang bản suộc để review lại. Ok, xong mình sẽ vào đây bấm generate profile.bat. Thực ra thì bấm này luôn được mà để đề phòng bản 47 không chạy được thì mình sẽ vào đây bản binary của mình có cái này. Quên, cho nó cái tách tạm. Sẽ duplicate này lên thêm hai vùng Visual Studio 2017. Dạ, cũng như vậy mình ra cái solution. Ra một cái solution cho Visual Studio 2017 phiên bản 15. Copy cái dòng này vào đây. Bấm mình dùng 2015 thì bấm generate này thôi. Để ra một cái solution. Symbol đây sao? Đây, symbol này chạy tốt. Rõ lâu. Đây, binding rồi. Đấy, sẽ có một cái solution. Để chắc chắn này, cái này các bạn nên chạy Visual Studio với quyền admin. Rằng admin administrator. Thực ra thì cái này cần một tài khoản Microsoft nữa. Đăng ký tài khoản Microsoft để lúc cài lần tiên Visual Studio đăng nhập vào đấy. Sign in. Thì kiểu lần đầu tiên mà vào Visual Studio nó sẽ có cái này. Cái này của mình.
sáng lá qua không treo lùa. Đấy rồi. Đấy, Tùng Nguyễn bây giờ nó sẽ đồng bộ. Quan trọng lắm. Và Project Solution Google này. VGI này. Đây. Thực ra là một đống này cần chạy hai thứ. Bạn để cái này là develop mình editor win đầu tư nhé, 14 nhé, là Unreal Map này. Cái solution này để bạn có thể anh em có thể backline, nếu mà không chạy cái này thì backline lúc trong cái bản chuộc này thì bị lỗi. Hai là build này, bởi vì cái này lâu lắm nên thôi mình sẽ dùng cái bản bấm phải chuột ở đây thì bấm build thì nó sẽ xong, là nó sẽ hiện cái xong nó sẽ có complete ở đây 4 succeed thì đấy, thế chung là thế. Đây là vào cái bản của mình nhá, vào cái bản chuột build framework của mình. Nói chung là xong thì các anh em vào cái binary này x64 này, còn một cái u4 editor ở đây chạy này để ra ngoài màn hình cho cái desktop này. Đấy, chạy này thôi, chỉ trong cái có cái symbol này nhỏ chạy hướng dẫn anh em dùng trong cái VGI đâu nhỉ, đây đó, symbol visual content có cái crop dễ nhọc nhất. Hôm nay là chọn cái này, nhưng mà mình dùng cái bảng của mình chọn này. Đấy, lúc nãy yes, nãy ở chỗ cài đặt setup thì để chọn này, để bấm vào. Để dùng VGI. Sao lâu vậy trưởng nhỉ? Chạy rồi, đang lâu rồi. Ôi, comply code lâu vãi trường. Đặc biệt comply shader. Dạ. Yeah. Thực ra hai cái cũng lâu như nhau. Sau anh em có thể bấm vào cái shortcut này, vào cái binary từ cái nếu mà ký xong rồi nó sẽ có đây này, binary x64 sẽ có cái file web4 editor này. Rồi sau cắt ngoài laptop mình dùng từ đây, bấm vào đây dùng. Hoặc là switch, nhưng mà mình switch ấy. Switch version của các cái project ra. Thì theo mình thì dùng UI4 thì nên là switch cùng phiên bản thôi. Ví dụ 48 nhưng mà convert lên nó sẽ gây lỗi lúc pick. Không lỗi editor, lúc pick kit thì thoảng nó cũng ngu ấy. Nó check lại code này hơi lâu. Nên mình nhất là dùng mấy những project mà dùng xịn cộng ấy. Thì dùng blueprint thôi, tiệm cộng thì con với blueprint rất khổ sở lắm. Đặt mãi như sao mà trời.
Hình như chuẩn bị lên rồi, mạnh mẽ lên. Cái project này nó có sẵn trong cái mà mình giải nén ra dòng symbol user content, thực sự dùng hai project này một trong hạn được, những project này là project đơn giản nhất, dùng nhanh. Rất là một cái sample của NVIDIA. Muốn sử dụng VGA thì tất nhiên là tất cả mọi đèn điếc là phải để mua bồ hết. Không để mua bồ thì không làm ăn gì đâu. Thì ở các cái đèn point line này nó sẽ có một cái thêm một cái thông số là VGA để là follow for liếc các bạn. Volumetric. Đây có VGA Indirect Lighting này, bấm vào. Em bấm vào nó sẽ có đấy cái spotlight này. Ở trong thư mục post process gọi có cái này. Đấy sẽ enable vào diffuse. Đây là thời gian cái đèn này, có cái đèn này nhưng không biết không? Rất là đèn này rất là nhỏ, cái này phát nào. Có cái ví dụ có nốt nhiếp gì không, T này 1 2 3 4 này. Đấy để ví dụ của Nvidia đấy, T 1 2 3 4 thử phát. Một hai ba bốn fake, đấy là dùng fake point line của process 4 là VGA. Ta muốn chơi chắc chơi ấy, thì để cái này này, cục này mình sẽ cho nó emissive lên, nó nếu mà tắt VGA đi này nó sẽ không bon nữa này, anti bon hai. Mình sẽ dùng lệnh r.vxgi. Cái gì nhỉ, anti bon enable 1 enter đấy, nó sáng vãi chưởng luôn. Nhưng mà tôi công nhận là nó cũng nặng, gọi là vãi chưởng. Các mình dùng 1070 là nó 27 đấy, antibon 2 lần 1 lần sáng vãi chưởng chưa. Đây xanh lại cái gì ai đây chưa, đỏ đỏ này xanh xanh đấy. Bây giờ chơi vui thì cho cục Q vào. Úi giời to vãi trường. Cho nó mũi bồ đi. Để nó còn 0,5 đấy, 0,3 thôi. 0,2. Mình chỉ cho nó quay. Quay đi cho vui mà. Từ từ tắt 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 tắt. VXA enable
Enable tắt multiple thì đỡ lag. Thực ra đẹp thì nó sẽ rất lag. Đây đang để setting rất là cao, lag lòi. P nhưng nó phải trưởng hát. Anh em có thể thử cái project này sang bên mấy cái nốt này này. Underscore debug mode 1 2. Nhiều vậy chưa? Nghịch nghịch tí. Khối Q đâu nhỉ? Điểm phân tích. Rotation. Local rotation. Cho chiều Z 0.6. Quay nhìn chất. Chờ. Sau đó là cho nó một cái material từ màu. Emissive. Multiply. Đảm nhìn hàng một thôi. Cho đến khoảng 100 lần để sáng lại trường. Xong nó hiện GI lên mà. Quay phim lắc lòi đấy, sáng ngoại trưởng chưa? Xin period 10 giây. Sáng gọi lời. Multiply. Cho chớp chớp giật giật để nhìn chất. Trong. Ấy. Chớp giật chớp giật chớp giật. Chọn nó này đây. Đấy. Thấy gì ai bắn tung tật 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 tật. Cái XCI chấm mà Monkey Ball. Ra cái này có rất nhiều bài để enable. Đấy, thì ra nếu có material các bạn, anh em có thể đổi màu nó được kìa. Nãy lúc loạn hết lên đổi màu trong cái đấy nhá. Đây. Xin là chạy từ 1. Trộn màu khác. Thôi. Cầu nghĩ. Còn về cái tối ưu của cái này là cho nó nhẹ đi ấy, thì có một cái bài trên mình trước mình tổng hợp một bài trên trang game Nvidia trên forum của Unreal. Anh em có thể vào đây để mình đang bật lên copy cái này ra nào. Chắc. Đây. Trang 289 này.
Đây là những cái tôi yêu này. Sếp con chỉ cần 4 thôi. Nó sẽ nhẹ đi. Chất lượng ấy. Nhưng mà thực ra anh em đây nếu chắc là làm kiến trúc thì cứ để đẹp lên những render này cũng chả sao cả. Đây. Những cái đánh dấu động này là của Nvidia recommend. Còn nếu để thấp hơn thì cũng không sao. Hơi xấu đi tí không sao. Đây. Bài của mình trên đây anh em có thể nhìn cái link này. Hoặc chắc mình sẽ để link này ở Red Caption. Thế thôi. Thì thôi xóa này đã nha. Thử này có gì vui không? À, con rồng này. Con rồng quy. Thế có những cái nốt gì ở đây này? ALT1 ALTC GH IOP nhiều quá, để ở đây chạy thử bấm từng cái một. Q AT1 à rồi AT2 úi giời ơi blend H I O P O P O underscore đấy đổi các vật liệu này nha. Mấy nghe lặn lại hết lên đấy con rồng thì thôi đây một đấy thôi chẳng nhiều này đâu tạm biệt anh em nhé. Có câu hỏi gì bây giờ 1 giờ có câu hỏi gì thì comment ở description. Ok.